Quý anh chị tuổi Nhâm Tuất thân mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ những bí mật gây chấn động về cuộc đời tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, về già giàu sang, an nhàn, hưởng phúc, tiền tiêu ba đời không hết. Được luận giải qua những khía cạnh hoàn toàn mới, mang tính bí ẩn, đầy kịch tính, độc đáo, đặc sắc, gây chấn động giới tử vi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Nhâm Tuất cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, vận mệnh và tương lai của một người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu. Mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình sẽ hung cắt ra sao, năm nào sẽ thoát khỏi kiếp khổ, đổi vận giàu sang và khi về già liệu có sung sướng an nhàn hưởng phúc hay không. Xem tử vi chọn đời của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Cố gia chi quyển, con giáp này phải trải qua rất nhiều thăng trầm, sóng gió trong cuộc đời. Định sẵn là không dễ dàng gì, đôi lúc thất thần giật mình vì những tai ương ập đến bất ngờ, nợ nần chồng chất, bệnh tật triền miên. Nhưng tất cả cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Từ trung vận trở đi, cuộc sống của Nhâm Tuất mới thực sự thăng hoa, sự nghiệp, tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, tiền bạc dồi dào chất đầy két. Nhưng cũng có con giáp tuổi Nhâm Tuất, khi đã bước vào trung vận, tuổi ngoài 40 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, gian khổ. Tử vi học cũng nói, Nhâm Tuất là con giáp có số khổ trước, sướng sau, càng già càng giàu, có phúc phần, hưởng hết lộc trời ban, giàu có hết phần thiên hạ. Để giúp quý anh chị tuổi Nhâm Tuất nắm rõ được vận trình tử vi chọn đời của chính mình trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết về tính cách của bản mệnh theo can chi, ngũ hành và luật vận mệnh của Nhâm Tuất theo ngày tháng năm sinh cũng như giờ sinh của bản mệnh, để giúp cho quý anh chị tuổi Nhâm Tuất có cái nhìn thấu đáo hơn về vận mệnh của mình. Nếu quý anh chị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, Cố gia chi quyển, hữu duyên xem được video này thì sự giàu có và thành công đã nằm gọn trong tay của quý anh chị rồi ạ. Ngay bây giờ, xin mời quý anh chị hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi cuộc đời tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Hé lộ sự thật chấn động về tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, khổ trước sướng sau, càng già càng giàu, lộc bất tận hưởng. Quý vị thân mến, văn minh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, cùng với đó mỗi người sẽ ứng với một tuổi, một con giáp cố định đến suốt đời. Tử vi chọn đời bao gồm rất. Xem tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất, Cố gia chi quyển, có tiền vận vất vả, tuy nhiên, dù gặp phải khó khăn nhưng những người này may mắn gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua. Từ năm 36 cho tới 44 tuổi, công danh, sự nghiệp càng vững chắc, ổn định hơn. Nhâm Tuất rất chăm chỉ, cần cù trong công việc, nhưng đôi khi kết quả họ nhận lại không được như ý. Nhưng chỉ cần quyết tâm cố gắng vượt qua, thì tinh thần nhận được về sau sẽ rất nhiều, hưởng tinh hoa phú quý, tài lộc đầy nhà, càng lớn tuổi sẽ càng giàu có và sung túc. Chúng ta hãy cùng điểm lại ngọn ngành về cuộc đời của anh chị tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, qua những đầu mục được phân tích chi tiết ngay dưới đây. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, chi tiết tử vi chọn đời. Nhâm Tuất 1982, Cố gia chi quyển, có nghĩa là chó về nhà. Năm sinh dương lịch, từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 tới ngày 12 tháng 2 năm 1983. Mạng đại hải thủy, có nghĩa là nước biển lớn, khắc thiên thượng hỏa. Con nhà hắc đế, số quan lộc, tận khổ. Xương con chó, tướng tinh con khỉ. Tuổi Canh Tuất là con giáp cầm tinh con chó. Vị trí trong địa chi thuộc vào thứ 11. Cuộc đời được Tỳ Sa Môn hộ mệnh, Phật A Di Đà Như Lai hộ mệnh, Quan Âm ban cho phúc lành và Phổ Hiền Bồ Tát ban cho trí tuệ. Người tuổi Nhâm Tuất về cơ bản, cuộc đời gặp khá nhiều thuận lợi, chuyện vui nối tiếp không ngừng, mọi điều trong cuộc sống của bạn đều rất hòa hợp, thuận buồm xuôi gió.
Con giáp này cũng rất may mắn được bạn bè và người thân giúp đỡ nhiều. Tuy nhiên, Nhâm Tuất cũng như bao con người khác, có tiền vận phải trải qua nhiều vất vả, thăng trầm và đổi thay. Họ kiếm tiền giỏi, nhưng không có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Dù có gặp phải khó khăn, nhưng những người này may mắn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua. Từ trung vận trở đi, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, mưu cầu như nguyện, sở cầu như ý, làm việc gì cũng dễ dàng thành công, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhờ vậy mà vận tài lộc của bạn cũng rủng rỉnh, không lo thiếu tiền thiếu bạc từ giai đoạn này nữa, càng về già thì càng giàu có và sung túc hơn người. Về mặt sức khỏe, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, được Phật độ mạng, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi cho đến 89 tuổi. Những ai ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tốt bụng thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Vậy, điều gì tác động tới vận mệnh của con giáp tuổi Nhâm Tuất trong cuộc đời? Trước tiên mời quý vị cùng tìm hiểu tổng quan, đặc trưng tính cách nổi bật trời ban của con giáp này. Tuổi Nhâm Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng, tính tình cương trực. Họ là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là những người thông minh, sôi nổi, dám nghĩ dám làm, cũng rất nhạy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khao khát gây dựng sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống đầy đủ và sung túc. Trên đường đi nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Nhâm Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng đôi khi họ lại bị hiểu nhầm là những con người nhiều chuyện và bảo thủ. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Nhâm Tuất sẽ không vội vàng trách móc ngay. Họ sẽ đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ, đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn vui, những lời tâm sự, đồng cảm với những khó khăn của người khác. Bởi vậy tuổi Nhâm Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý và tin tưởng. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Tuất có phần nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngoài ra cần sửa thói ham hư vinh, không kiên định, có vậy thì vận may tất sẽ tới. Luận vận mệnh tính cách tuổi Nhâm Tuất theo thiên can và địa chi. Nhâm Tuất với nạp âm hành thủy, do can nhâm thủy, ghép với chi tuất thổ. Thổ khắc nhập thủy, bằng chi khắc can, thuộc lứa tuổi đời có nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở tiền vận. Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp với ngũ hành giữa nạp âm và can, nên nửa đời sau của cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn tiền vận. Thủy tính chứa nhiều trong tuổi, khi thủy vượng hay suy, nếu thiếu chất thổ kiềm chế, các bộ phận bài tiết và thính giác sẽ có vấn đề khi lớn tuổi. Nên lưu ý từ thời trẻ, để về già đỡ bật tâm. Nhâm Tuất có đầy đủ hai tính chất của can nhâm, linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều dục tính, lúc đắp thế rất hào hiệp. Chi Tuất, đa năng, trung thực, rộng rãi, phóng khoáng, rất phân minh về tiền bạc. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng sẽ thành công, nhưng không bền chí. Đa số có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sớm xa gia đình từ thời trẻ, nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc. Sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Nhâm thuộc bộ thủy, Tuất thuộc bộ thổ, nên người Nhâm Tuất sinh năm 1982 là thủy mang phù sa, có trụ là hình nước đục, cửa biển, chứ không phải là biển lớn. Nước đục có nghĩa là người Nhâm Tuất luôn đứng giữa chính và tà, nhưng đồng thời có vận quý nhân, làm ăn chân chính ắt sẽ mạnh như vũ bão, tiền đồ sáng lạn. Luận vận mệnh tính cách tuổi Nhâm Tuất theo ngũ hành. Người tuổi Nhâm Tuất, mệnh đại hải thủy, cũng là người yêu thích sự tự do. Họ không thích một công việc bị bó buộc, một cuộc sống bó buộc. Họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng nghỉ. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa. Tuy nhiên, vì có số đào hoa, nên những người tuổi Nhâm Tuất, mệnh đại hải thủy, phải chú ý giữ mình. Không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Ngoài ra mệnh này, cần phải rèn luyện sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Nhâm Tuất ngũ hành là đại hải thủy, nghĩa là nước đại dương, nước biển lớn, nên họ có tham vọng lớn. Công việc làm phải có quy mô, các vấn đề nhỏ nhặt, họ thường không quan tâm cho lắm. Trong công việc, họ rất chịu khó, chịu chi, quan trọng là được việc và công việc của họ có tầm nhìn xa. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thiết giúp đỡ cho người khác. Cùng với đó là có một lòng khoan dung cao cả, dễ gần, nên rất được nhiều người yêu mến và tôn trọng. Đường đời nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân,
Chỉ cần kiên trì sẽ đạt được thành tựu to lớn, số giàu sang, phú quý, hưởng lộc bền lâu. Tiếp theo chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất trên các phương diện chính của cuộc sống, gồm công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, về mặt công danh, sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, thấy rằng con giáp này có nhiều thăng trầm từ thời trẻ. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng, phấn đấu và nỗ lực thì sớm muộn tuổi Nhâm Tuất cũng đạt được thành công trong cuộc sống. Sự trung thành, nhiệt tình của tuổi Nhâm Tuất luôn được đề cao và đáng tôn trọng. Người khác hoàn toàn có thể tin tưởng, bổ nhiệm họ vào những vị trí quan trọng mà không sợ bị phản bội hay lừa gạt. Khi nhận một trọng trách nào đó, tuổi Nhâm Tuất cố gắng hoàn thành tốt nhất để khiến người khác hài lòng về mình. Với sự thông minh, hoạt bát và hiểu biết sâu rộng, tuổi Nhâm Tuất phù hợp với nhiều công việc, ngành nghề trong những lĩnh vực của cuộc sống. Họ có thể trở thành một kỹ sư tài ba, một nhà nghiên cứu khoa học hay một chuyên viên sửa chữa máy móc. Lòng trung thành của tuổi Nhâm Tuất đáng được tuyên dương, ngợi ca nhất trong 12 con giáp. Họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định, họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình vì bất cứ điều gì. Tuổi Nhâm Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng, tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất và tiền tài, địa vị. Phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có, bởi vậy tuổi Nhâm Tuất được rất nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Tuổi Nhâm Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ tới lợi ích của người khác, vì thế họ được nhiều may mắn về cả công danh, sự nghiệp lẫn sức khỏe. Từ năm 36 tuổi đến năm 44 tuổi, đây là những năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời bạn để bù đắp lại những khó khăn ở giai đoạn trước. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, mưu cầu như nguyện, sở cầu như ý, làm việc gì cũng dễ thành công, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhờ vậy mà tài lộc của bạn cũng rủng rỉnh, không lo thiếu tiền thiếu bạc từ giai đoạn này nữa, càng về già thì càng giàu có và sung túc hơn người. Tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất về mặt tài lộc. Theo dự đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Từ thời nhỏ, tuổi Nhâm Tuất đã phải trải qua nhiều khó khăn và gian khổ, vì vậy họ hiểu được mục tiêu trong cuộc sống của mình và luôn có ý chí cố gắng phấn đấu. Nhưng, người này phải kiếm tiền và ít khi chi tiêu quá hoang phí. Tuy nhiên, do lòng nhân hậu và tin người, tuổi Nhâm Tuất dễ bị kẻ xấu lợi dụng về tài chính. Tuổi Nhâm Tuất là những người sống rất thẳng thắn, vì vậy họ không muốn phải vay mượn ai quá lâu. Mỗi lần thấy người khác gặp khó khăn, họ đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Nhưng bạn cũng nên cẩn thận chọn mặt gửi vàng hoặc không nên giúp đỡ quá nhiều lần để dễ gây mất tiền và mất luôn tình cảm. Số tuổi này gặp rất nhiều trở ngại trong việc xây dựng sự nghiệp, tiền bạc cũng bấp bênh, nhưng may mắn được quý nhân giúp đỡ để vượt qua. Từ năm 40 đến 44 tuổi sẽ có nhiều vận may hơn, thu nhập ổn định, vững bền hơn, tiền tài ở mức khá, đủ ăn đủ tiêu, có dư giả đôi chút. Nhưng với Nhâm Tuất thì họ thường coi trọng đời sống tình cảm hơn bất cứ vật chất nào trên đời. Tuy nhiên, nếu nắm bắt tốt thời cơ trong giai đoạn này, sẽ thu được nhiều thắng lợi, ôm tiền tỷ về tay, đổi đời, giàu có. Với người làm ăn, kinh doanh, cũng có nhiều may mắn trong buôn bán, giúp họ phát tài lớn. Khi làm ăn cần phải lựa chọn những người hợp tuổi để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Nhâm Tuất nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần và Tân Tỵ. Để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, dễ được thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, Nhâm Tuất không nên cộng tác với những người xung khắc với mình như tuổi Đinh Sửu, Kỷ Mão, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu và Đinh Mão. Nếu kết hợp với những tuổi này thì Nhâm Tuất cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ với đối phương của mình nhiều hơn nữa để tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ. Tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất về mặt tình duyên, gia đạo. Về mặt tình cảm, tuổi Nhâm Tuất là những người sống rất thực tế và giản dị. Họ hiếm khi lãng mạn hài hước, nhưng hoàn toàn không phải là người cứng nhắc, nhàm chán. Họ từng tham gia vào các hoạt động thể thao ngoài trời để thư giãn, giải trí,
sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tuổi Nhâm Tuất là những người giàu lòng trắc ẩn và vị tha. Họ luôn tìm cách giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh và lấy đó làm phương châm sống cho mình. Bởi vậy mà những người này cả đời thường gặp nhiều may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Nếu như phải lựa chọn giữa tiền bạc, địa vị và danh dự, phẩm chất của bản thân, thì chắc chắn tuổi Nhâm Tuất sẽ lựa chọn danh dự và phẩm chất. Bởi vậy, họ không bao giờ làm điều trái với đạo đức, làm tổn hại tới chữ tín và phẩm chất của con người mình. Trong hôn nhân, gia đạo của tuổi Nhâm Tuất không được êm ấm, yên vui vì những sự cố từ chính gia đình của họ. Họ luôn cố gắng khéo léo ứng xử và dành nhiều thời gian để vun đắp, chăm lo cho đời sống gia đình, tình cảm vợ chồng. Những người này rất biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ, vì vậy mối quan hệ hôn nhân nhìn chung vẫn giữ được mái ấm và hạnh phúc. Đàn ông tuổi Nhâm Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và những người thân xung quanh. Họ sẽ không để bất cứ ai xúc phạm, làm tổn hại tới danh dự, lợi ích của gia đình mình. Nếu kết hôn với đàn ông tuổi Nhâm Tuất, cả đời bạn sẽ có một cuộc sống ổn định, bình yên và không lo thiếu thốn. Nhâm Tuất nữ mạng rất biết cân bằng cuộc sống của chính mình. Họ là người thông minh, sáng suốt, nhiều lúc trong gia đình nhờ có họ giữ gìn mới được êm ấm mọi chuyện. Tuy không được hòa thuận, nhưng con giáp này biết cách để cuộc sống dễ chịu và hài hòa hơn. Nhờ sự hy sinh thầm lặng đó, mà càng về sau gia đạo càng có phần nhiều tốt đẹp, có phúc của con cái về sau này. Trong cuộc sống, không có ai là người hoàn hảo và tuổi Nhâm Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa, tuổi Nhâm Tuất vẫn luôn bao dung, che chở và yêu thương họ. Tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất về mặt sức khỏe. Về mặt sức khỏe, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, được Phật độ mạng. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi tới 89 tuổi. Những ai ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tốt bụng thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Tuất, thời trẻ sung sức nhưng từ trung vận trở đi, do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn, lo nghĩ nên nhiều khi không tốt lắm. Nhưng rất may là các vấn đề sức khỏe này đều có thể được giải quyết nếu bản mệnh có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý và khoa học, dành nhiều thời gian thư giãn, tĩnh tâm và rèn luyện sức khỏe. Ngủ một giấc ngủ sâu hay những chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn dễ chịu mà tình cảm gia đình cũng được gắn kết hơn rất nhiều. Con giáp này, hãy tìm cho mình một môn thể thao yêu thích hoặc tham gia vào câu lạc bộ nào đó để rèn luyện cũng như giúp cho bạn có một sức khỏe tốt, về già yên tâm ăn hưởng phúc lộc của con cháu. Ngoài ra thủy tính chứa nhiều trăm tuổi, khi thủy vượng hay suy yếu, thiếu chất thổ kiềm chế, các bộ phận bài tiết và thính giác sẽ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm quý vị nhé. Tiếp theo sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết vận mệnh của tuổi Nhâm Tuất theo tháng sinh phát tài và giờ sinh phú quý. Đầu tiên là vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng Giêng. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 1 âm lịch, tốt về đường sức khỏe, ít mắc phải bệnh tật. Họ chất phát thật thà và rất biết cách cảm thông cho người khác. Nếu họ muốn làm nên nghiệp lớn thì cần phải thêm một chút nhạy bén và sáng mạo hiểm. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Tự tin làm chủ cuộc sống, biết được thế mạnh của mình nên không bao giờ rụt rè, e sợ. Tuy nhiên, người sinh vào thời điểm này nên biết tiết chế lời nói, tránh để người khác hiểu nhầm đang khoe khoang, tự tin thái quá. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 3 âm lịch thì tinh tế, khéo léo, biết dẫn dắt và làm chủ cuộc đối thoại. Đường công danh thuận lợi, vận đào hoa lại càng vượng hơn nữa. Vì thế đừng ham mê sắc đẹp nhất thời mà bỏ qua hạnh phúc thực sự. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Những người này không bao giờ ôm ấp tham vọng xa vời, do vậy cuộc sống của họ rất tự do, thoải mái và biết hài lòng với những thứ mình có. Hơn nữa họ cũng là người hiểu biết, sống chân thành và biết cách ứng xử. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Miệng lưỡi trơn tru, linh hoạt nên thích hợp với những công việc tham mưu, tư vấn. Bản mệnh sinh ra đã ở điều kiện tốt, được gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện hết mình. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Bản mệnh ham thích tự do, bản tính phóng khoáng, có chí hướng, trí thông minh của tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng này rất đáng nể. Tuy vậy đôi khi họ lại gặp phải khó khăn trong biểu đạt ý kiến. Người tuổi Nhâm Tuất
sinh tháng 7 âm lịch. Bản tính đơn thuần, chất phát, không vì tiền bạc, của cải làm ra, mà làm trái lương tâm. Vì vậy mà bản mệnh phải bôn ba, vất vả nhiều, nhưng về sau sẽ được hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Người tuổi Nhâm Thuất, sinh tháng 8 âm lịch. Đây là người có tính tình vận mệnh, có nhiều điểm mâu thuẫn lớn, họ thông minh, tài trí, nhưng lại dễ nản lòng. Cuộc sống của họ dựa vào lý trí nhưng có phần bốc đồng và sốc nổi. Xét theo tổng thể bước vào đường công danh không có gì đáng ngại. Người tuổi Nhâm Thuất, sinh tháng 9 âm lịch. Người sinh tháng này ruột để ngoài ra, gặp chuyện bất bình sẽ không uất ức nín nhịn. Tuy không coi trọng tiền tài vật chất, nhưng nhờ tài hoa quyết đoán họ đều mưu sự tất thành. Người tuổi Nhâm Thuất, sinh tháng 10 âm lịch. Mệnh chủ đường công danh sự nghiệp rộng mở, làm được chuyện lớn, họ có khí chất cao sang, phú quý, thu hút người đối diện. Đặc biệt là phái nữ lại càng có mệnh đào hoa. Người tuổi Nhâm Thuất, sinh tháng 11 âm lịch. Tính cách người này cứng cỏi, có lập trường và đầu óc quan sát. Đối với chuyện tình cảm phần lớn lận đận bởi bản tính đa nghi, dễ nảy sinh ghen tuông làm tổn hại tình cảm. Người tuổi Nhâm Thuất, sinh tháng 12 âm lịch. Phúc lộc bản mệnh đầy nhà, con trẻ mà đã đạt thành công lớn, những người này được quý nhân phù trợ, anh em bạn bè hết lòng giúp đỡ. Họ không vì vinh hoa phú quý mà đánh mất bản thân, coi thường người khác. Quý vị thân mến, một ngày có 24 tiếng, ứng với 12 canh giờ theo âm lịch, những người tuổi Nhâm Thuất có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Tý, từ 23 giờ tới 1 giờ đêm. Sinh giờ này cũng không có được nhiều may mắn, muốn thành công, họ phải trải qua cuộc sống. Lúc trẻ nhiều thăng trầm, trắc trở, về già mới được an nhàn, hưởng thành quả. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Sửu, từ 1 giờ tới 3 giờ đêm. Người sinh giờ này hay phải lo nghĩ, có đầu óc làm ăn nhưng đôi lúc hao tài, tốn của, nên tài vận không dày. Nhìn chung vận mệnh bình an, không gặp điều gì hung hiểm. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Dần, từ 3 giờ tới 5 giờ. Bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ bên ngoài, đừng vì đặt niềm tin sai chỗ mà làm tiêu tán sự nghiệp, tài sản. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Mão, từ 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng. Người sinh giờ này hay mắc bệnh vặt nhưng không quá nghiêm trọng. Đường tiền tài cũng lên xuống thất thường, tuy nhiên không phải chịu cảnh túng thiếu. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ. Họ là người thẳng thắn, có sao nói vậy, đặc biệt là khi gặp chuyện bất bình lại càng hay ra mặt. Dù vậy gặp chuyện gì cũng cần phải suy xét kỹ càng, đừng nên nóng vội mà vướng vào chuyện thị phi. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Mệnh chủ có quý nhân phù trợ, nhờ đó mà chuyển nguy thành an, gia đình êm ấm, gắn bó khăng khít, sự nghiệp cũng đạt được những thành tựu nhất định. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ tới 13 giờ. Nhâm Thuất sinh giờ này công danh rộng mở, những ai có gia đình hậu thuẫn thì lại càng phát triển nhanh chóng. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Mùi, từ 13 giờ tới 15 giờ. Bản mệnh trải qua nhiều gian nan, trắc trở mà đa phần lại xuất phát từ hỏa khẩu. Bởi vậy mà cần cẩn trọng ngôn hành, đừng để người khác nắm bắt được sơ hở của mình. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Thân, từ 15 giờ tới 17 giờ. Người sinh giờ này có số làm ăn xa, bôn ba vất vả ở xứ người. Nhưng nhờ vậy họ nhận được kết quả xứng đáng, phát tài phát lộc và có cuộc đời viên mãn. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Dậu, từ 17 giờ chiều tới 19 giờ. Bản mệnh được phúc trạch tổ tiên nâng đỡ, hơn nữa thiên tư thông minh, nên người tuổi Tuất sinh giờ này sẽ đạt được thành tựu. Ngoài ra họ nên chú ý chăm sóc sức khỏe mới được hưởng phúc lâu dài. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Tuất, từ 19 giờ tới 21 giờ. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ này, tài hoa, có tầm nhìn xa trông rộng, hay dẫn đầu các xu hướng mới. Trong cuộc sống, mệnh chủ đừng quá lo lắng và suy nghĩ nhiều rồi sinh ra sầu muộn. Người tuổi Nhâm Thuất sinh giờ Hợi, từ 21 giờ tới 23 giờ. Tuổi trẻ phải đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội để phát triển, càng nhiều tuổi họ càng gặp nhiều may mắn hơn. Tiền tài dư giả, không phải bận tâm tới miếng cơm manh áo. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi luận giải chi tiết cuộc đời tuổi Nhâm Thuất, khổ trước, sướng sau, càng già càng giàu. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều niềm vui, may mắn và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!